Em chỉ có lên sóng hai con equalizer, một con Mỹ và một con Nhật. Một con Mỹ thì thương hiệu ADC rất là nổi tiếng của Mỹ rồi, và một con Ramsa nha các bác. Dòng chuyên nghiệp cao cấp sở hữu là 33 cần trừ 10 vế. Các bác có thể canh chỉnh như một chiếc lược cũng như là như một dòng equalizer chuyên nghiệp nha. 9330. 9330 là tiền thân của con Technic 8075 nha các bác. Tiền thân của 8075 có những volume các tầng và tăng tiền bass đây. Đấy. Điện 100V hết nha các bác. Đây là điện 100V đến 110. Đây là con ADC này. SS2IC. Con ADC này thì có chức năng làm rè nha bác. Không có đèn tia này, đèn tia phía trước này. Con này rất là quen thuộc với các bác yêu thích hài lọc ADC rồi. Đây là hai volume mình có thể tăng cường âm thanh to nhỏ, nâng tiếng á. Con này là các bác làm rè này. Kết hợp với đẩy các bác. Vừa mình canh chỉnh bass mic chép này. Bass mic chép canh chỉnh theo ý thích của bác, và mình có thể tăng cường âm thanh lên. Đấy, rất là hay. Và đây là volume đèn tia trên giữa này. Hai em đều đồng giá là 7.500.000 nha các bác. 7.500.000. Còn đây là con ADC SS2IC nha. 7.500.000, đẹp xuất sắc, có cần quay đầy đủ với nha các bác. Mọi chi tiết các bác liên hệ cho qua hai số điện thoại trên. Bác nào yêu thích thương hiệu của Mỹ ADC lần danh thì các bác lựa chọn con này nha. Con này vừa nghe nhạc, vừa có thể hát karaoke tốt nha, bởi vì nó rất là khỏe. ADC nó có hệ thống nâng tiếng, có hai volume phía trước. Mỗi này là SS2IC. Điện 110 đến 120 nha bác. USA. Đẹp keng nha, con này là sexy 7 màu luôn nha. Nói chung là đẹp xuất sắc các bác, tất cả nguyên zin đấy nha, tất cả em sản phẩm em lên sóng là bao zin tuyệt đối nha các bác. Sexy là 7 màu nha. Còn là con SS2IC nha, 7.500.000. Rất là ngầu, nhờ hai có quay các bác, dòng này nó có hai quay phía trước bằng inox này. Inox sang tròn. Đèn cần đèn tia nha, đèn cần tia 2 4 6 8 10 12 cần mỗi vế. Con này vừa nghe nhạc vừa có thể nâng công suất cho âm ly vì nó có hệ thống nâng tiếng này các bác. Nó tăng cường volume cho hai kênh này nên những dòng này nó hỗ trợ âm ly rất là nhiều nha. 7.500.000 nha các bác, bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ thì em vẫn bớt 200 cho mỗi sản phẩm nha. Còn đây là con ADC SS2IC 7.500.000, bao gồm phí ship. Các bác cọc tiền thì cọc khoảng 1 triệu trở lên em ship hàng tận nơi. Và đây là con Ramsa của Nhật, đây là tiền thân của con Technic 8075 nha. Nó y chang 8075 nhưng mà nó về cao cấp thì nó cao cấp hơn, nó trang bị cổng ba lăng, nhưng con 8075 thì không có cổng ba lăng. Nói chung là nó là phiên bản nâng cấp của 8075 nhưng mà giá nó lại tốt hơn nhiều quá. Đây nó có cổng ba lăng này, là cổng AV 6 ly này. Các bác mà xài AV thì có hết nha, có jack 6 ly ra AV để các bác xài. Có cổng ba lăng. Con này mà các bác chơi hát karaoke thì gíp đi vang với đẩy là hết bài luôn nha. Có cổng ba lăng này các bác. Inbox này, outbox này. Đấy. Còn nghe nhạc thì mình cắm cổng AV. Đấy. 30W điện 100V nha. 30W điện 100V, máy đẹp keng. Dây nguồn theo máy nha. Máy đẹp keng luôn nha các bác. Nó là 8075 á, mình là nhưng mà nó nâng cấp về chuyên nghiệp hơn, có cổng ba lăng. Nên em này mà các bác chơi vang đi đẩy cho bộ dàn karaoke tìm một con lược cao cấp thì lựa chọn em này, 7.500.000 nha. Đây là những cái volume các tầng giải bass chép rất là hay này. Volume tổng này cho hai kênh này. Còn mỗi vế là 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30. 33 cần, với cần này là 34 cần. Cần này cộng volume. Có chức năng tăng công suất luôn nha các bác. 34 cần mỗi vế các bác. Nên là chỉnh những con này mà các bác chỉnh nó chuyên nghiệp nó hay lắm, tại vì cái giải tầng nó sang sát nhau, mình chỉnh nó mịn màng, tiếng nó sẽ mượt mà hơn. Những bác mà thích chơi karaoke chuyên nghiệp thì rất là thích những dòng mà lọc chuyên nghiệp như thế này, giải tầng 2 cần, 34 cần mỗi vế nha. 30W, điện 100 đến 110 nha các bác, điện 110. Ramsa 9330 là tiền thân của 8075 nha. Rất là mới nha các bác, mới cực kỳ vậy nha. Mới keng nha. Chân theo máy luôn nha. Này con này có vừa nghi vừa hát karaoke này. Nhà các bác mà có chơi đẩy vang á, chơi những cặp loa full thì chơi con này. Còn các bác vừa nghi nhạc mà hát karaoke vừa phải thì chơi em này. Hai em đều đồng giá là 7.500.000 nha các bác, bao gồm phí ship nha. Đây là lọc Mỹ, đây là lọc Nhật. Đấy. Bác yêu thích sản phẩm nào thì liên hệ cho em và ủng hộ sản phẩm bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều.
chứng khoán đủ thì em vẫn bớt mỗi sản phẩm là 200 nha, còn cọc tiền cọc khoảng 1 triệu đó lên em ship hàng tận nơi nha các bác. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.